Nhiều lượt khuyên dụ khiến cho các em, các cháu thanh niên thoát khỏi hắc ám, tránh khỏi tử vong. Thế nhưng nguyên tắc trừ diệt dầm thừ vẫn thuộc về tay giới xuất bản, giới sáng tác. Hãy thực hiện đạo đức cao thượng trong nghề nghiệp. Nếu chấp thuận ý kiến thiền cận của tôi, hãy phá hủy các bản in sách dâm, tranh dâm, thôi viết chuyện dâm tình. Tôi biết con em nam nữ của họ ắt sẽ là những đại vĩ nhân, tài đức trọn đủ trong nước Cộng Hòa. Nếu như bảo trong dâm thừ ngầm nói đến quả báo ác, người xem sẽ có thể tự cảnh giác thử hỏi có sách nào mà không ngầm nói đến quả báo. Vì lẽ gì chỉ thấy kẻ đọc dâm thư trầm luân chìm đắm, tôi đã chắp tay lạy lục những nhà văn viết truyện diễm tình, những nhà mỹ thuật vẽ tranh khiêu dâm, các vị tài năng rạng rỡ cầu gì chẳng được, tội gì tự vấy bẩn mình khiến cho danh tiếng lừng lẫy bị ảnh hưởng, dẫn dắt xã hội vào chỗ hắc ám, hãm nhân dân trong vòng tử vong, đánh bạc với mối lợi nhỏ tí rồi như đầu con ruồi. Tuy lề thói hiện thời ít nói đến các thuyết âm chất nhân quả, nhưng đối với ngũ kinh tứ thư, các vị thông sáng xưa nay ai nấy đều nêu tỏ đề xướng, há vì thói đời hiện thời chẳng tin, bèn bác bỏ cho là không có ư. Trong các ác nghiệp dâm ác nặng nề nhất, khi còn sống sẽ ngấm ngầm vướng lấy các thứ báo ứng giảm phước, tổn thọ, diệt tử, tuyệt tôn, chết đi linh hồn ắt vĩnh viễn hứng chịu đau khổ. Các đồng bào của tôi lẽ nào mắt trông thấy mà tâm chẳng kinh hoàng ư? Kính xin những bậc trưởng giả từ thiện đất Thượng Hải, nếu chẳng coi những lời thô lậu này là sai lầm, sẽ họp lại bàn bạc, chủ tính thỏa đáng cách khuyên dạy. Không chỉ là tạo phước cho một phương mà phong thái đức hạnh ấy sẽ khiến cho mọi người khắp nơi đều noi theo. Như vậy thì đồng bào trong thiên hạ đều được hưởng ân trạch, khôn ngăn thơm thảo, trăm lạy cầu khẩn. Hoàng Hiếu Trực nói, sách Luận Ngữ chép, thiếu chi thời huyết khí vị định, giới chi tại sắc, thánh nhân chi ư sắc, vô thời nhi bất giới dã. Tuổi thiếu niên huyết khí chưa định, phải kiêng sắc dục. Đối với sắc, thánh nhân chẳng có lúc nào không răn dạy. Lễ Ký chép, thứ nhân phi ngũ thập vô tử, bất thú thiếp, kỳ bất nhị sắc khả chi, nam tử tam thập nhi thú, kỳ bất tạp sắc khả chi, chư hầu bất thú cảnh nội, kỳ bất đoạt nhân chi thê khả chi, tiên vương dĩ phân trí nhật bế quan, kỳ thanh tâm quả dục khả chi. Thường dân nếu chẳng đến 50 tuổi mà chưa có con sẽ không cưới thiếp, có thể biết là họ chẳng mê hai vợ. Đàn ông 30 tuổi bèn cưới vợ, có thể biết cổ nhân chẳng tham sắc, chư hầu chẳng lấy vợ trong lãnh thổ của chính mình, có thể biết là họ chẳng đoạt vợ của người khác. Đế vương thuở xưa, thuở trước bế quan vào các ngày xuân phân hạ chí, thu phân đông chí, có thể biết tâm họ trong sạch, ít ham muốn. Thế mà Khổng Tử đối với những chuyện này nhất loạt chẳng nhắc tới, đặc biệt nêu ra chuyện tuổi thiếu niên huyết khí chưa định để răn dè sắc dục. Đúng là ngài đã coi trọng chuyện này và cũng hết sức sợ thiếu niên sẽ phạm sai lầm trong chuyện này. Bởi lẽ kẻ đang tuổi mới lớn giống như thảo mộc vừa bén chồi trăm loài trùng còn đang ủ kén, trong lúc cỏ cây vừa mới nảy lộc liền vặt đứt mầm, chẳng có cây nào không khô héo, trăm loài trùng đang lúc ẩn trong kén chợt xé toang ổ kén, không có con nào chẳng chết. Thánh nhân cảnh tình thiếu niên dạy chúng hãy tận lực khống chế cái tâm sắc dục, biết kiêng sợ, tự xót thương chính mình nhằm gìn giữ vun bồi tấm thân non nớt tuổi thiếu niên, mà có thể đối với cái ải sắc dục này giữ vững vàng, cắt đứt lìa mọi sự dụ dỗ mê hoặc, mai sau khi trưởng thành nguyên thần chẳng thiếu hụt, hao khí tràn ngập trời đất như mặt trời rạng rỡ giữa ban ngày, có thể vận dụng tinh thần vào chuyện kinh bang tế thế, tạo nên sự nghiệp ngất trời. Nhân phẩm chân thật, học vấn chân thật đều do chuyện này mà ra. Dẫu chẳng thành hạng có bản lãnh to lớn, ắt cũng nhất định hưởng hết tuổi trời, chẳng đến nỗi chết ngang trái. Các thiếu niên hãy nên mạnh mẽ suy xét điều này. Cha mẹ yêu con hết sức thiết tha từ bé, không ai là chẳng kiềm cặp nghiêm ngặt. Chỉ có điều là đối với đại sự sắc dục gây nên tổn thương thân thể, phần nhiều chẳng dạy dỗ sát sao rành rẽ.
Xét đến nguyên nhân, đó là vì khi con cái chưa kết hôn, cứ tưởng con em chưa hiểu biết chẳng thể bảo rõ. Tới khi con đã lập gia đình, lại cho rằng con đã trưởng thành ngại ngùng trước mặt con dâu, chẳng thể nói trọn lời. Chẳng biết con em tuổi trẻ, chưa có kinh nghiệm từng trải sâu sắc. Đối với chuyện xưa này, những kẻ hiếu sắc ắt phải chết, do chưa chính mắt trông thấy chẳng tin tưởng cho lắm. Chúng nó lại chẳng đọc kỹ lưỡng các sách khuyên xa lìa, kiêng kỵ sắc dục, lại còn nghe những lời lẽ hoang đường của lũ bạn tồi tệ, thường coi chuyện ăn nằm là lạc cảnh, do vậy đến nỗi tổn thương thân thể mạng vong. Do vì lẽ này, kẻ không còn nối dõi chẳng thể đếm xiết, đúng là đáng thở dài tuôn trào nước mắt. Kẻ làm cha mẹ cần phải, khi con em 14 tuổi, trước hết hãy ngấm ngầm quan sát động tĩnh, hiểu rõ những điều chúng nó ưa chuộng. Nếu con trẻ đã hiểu biết, khi con em thay quần áo hãy ngầm xem xét, xem coi xem có dấu vết gì tình hay không, để gấp rút viện dẫn lời cổ nhân huấn dụ bảo ban rõ ràng, nói cặn kẽ cho con biết, lẽ hiếu sắc ắt phải chết yểu, dẫn chứng những kẻ do hiếu sắc đã chết để con em tự biết kinh sợ, sẽ có thể gìn giữ vun bồi tinh thần. Nếu con đã có gia đình, càng cần phải chẳng ngại phiền toái khéo léo chỉ bảo, cha bảo ban con trai, mẹ khuyên lơn con dâu, hãy gấp dùng các sách dạy về xa lìa sắc dục kiêng dâm để giảng dạy cho con dâu, khiến cho nó khuyên nhắc chồng trong chốn riêng tư, muôn phần đừng vì lời nhắc nhất thời cảm thấy ngại ngần, để rồi đau hận suốt đời. Tai họa do dâm to lớn nhất không chỉ là tà duyên tà dâm, ngay như trong chuyện vợ chồng chung đụng hễ hơi quá lố, hoặc khi ngủ một mình mà tư tưởng chuyện sắc dục, đều đủ để mắc bệnh mất mạng, chẳng thể không răn rẻ. Sách vở đạo gia có nói, nhân sanh dục niệm bất hưng, tắc tinh khí thư bố ngũ tạng, vinh vệ bách mạch, cập dục niệm nhất khởi, dục hòa xí nhiên, hấp toát ngũ tạng, tinh tủy lưu giật, tùng mạng môn, tuyên tiết nhi xuất, tức thượng vị tiết xuất, nhi dục tâm ký động, như dĩ liệt hỏa, thiêu oa nội chi thủy, lập kiến tiêu kiệt, vị kỳ tắc thủy càn nhi oa tạc hĩ. Trong đời người, nếu chẳng dấy lên dục niệm, tinh khí sẽ phân bố trọn khắp ngũ tạng, nuôi dưỡng nhuần thấm trong mạch thông suốt. Tới khi dục niệm vừa dấy lên, lửa dục bốc cháy hừng hực, khiến cho ngũ tạng co rút, tinh tủy tràn ra, từ mạng môn tuôn trào chảy ra, dẫu còn chưa tiết ra nhưng do dục tâm đã dấy động. Ví như dùng lửa mạnh để đun nước trong nồi, nước sẽ nhanh chóng khô cạn, chẳng mấy chốc nước cạn khô, nồi vỡ toang. Đấy chính là căn cứ thật sự chứng tỏ dục niệm gây tổn thương thân thể. Tôi mong người đời có bệnh hãy tự chữa, chỉ có sao đoan tránh cái tâm chú trọng lòng kính đó thôi. Thiếu niên trong ngày tân hôn, dục niệm đang vượng, nếu chẳng biết chừng mực, sẽ thường là gieo họa căn chết chóc, rút ngắn tuổi thanh xuân của chính mình. Chuyện này thật đáng đau đớn thay. Xưa kia có một nho sĩ, sau khi kết hôn đi thi, cảm thấy ngủ một mình khổ quá, thi xong chưa có kết quả, đã vội quay về. Một ngày đi hơn 100 dặm, canh hai về đến nhà, cha hắn giận dữ mắng, ắt là mày sanh sự ở trong thành, cho nên sợ tai họa mà trốn về nhà, sai người trói chặt bỏ trong cái kho trống, lại quát tháo sai đầy tớ kiếm gậy bảo, ngày mai tao sẽ quật cho mày một trận tuốt xác. Sáng hôm sau, cha thong thả thức dậy, bảo người hầu cởi trói, cũng chẳng hỏi đến nữa. Đứa con lúc mới về hứng thú thật nồng nàn, chợt bị cha của mắng làm nhục trằn trọc cả đêm. Khi được thả ra, trọn chẳng hiểu ý cha. Khi đó có một người bạn cùng về với anh ta, hôm sau chết ngất là vì đã đi 100 dặm, lại còn cùng vợ ân ái, bèn thoát tinh mà chết, mới biết lý do cha trói mình lại. Cổ nhân bảo, sự thân giả thuận ư vô hình, thính ư vô thanh. Kẻ hiếu thuận biết phụng dưỡng cha mẹ, sẽ khéo quan sát thấu hiểu tâm tình trước khi cha mẹ chưa biểu lộ, chưa nói ra. Do vậy biết cha mẹ yêu thương con thật sự là có những lúc vượt ngoài biểu hiện ngôn ngữ. Ôi, trong vòng vợ chồng mà còn gặp nguy cơ như thế, huống hồ kẻ gian díu cưỡng bức bên ngoài, do bị kinh sợ chèn lẫn, sẽ nguy hiểm gấp 10, gấp 100 lần. Kẻ làm con biết điều này sẽ thấu hiểu tấm lòng cha mẹ, ắt sẽ được sống lâu mạnh khỏe. Hoàng Thư Vân nói, tà dâm là phàm, đối với vợ con của kẻ khác, ta do tà tâm xâm phạm thì là tà dâm. Dẫu đối với vợ của chính mình mà phạm nhầm chẳng phải lúc, khi vợ có kinh nguyệt đang thai nghén,
vừa mới sanh xong, đang cho con bú, đang bị bệnh, trong ngày trai giới chẳng phải chỗ, chẳng phải là nơi chốn để giao hợp. Hoặc khi có mối quan hệ sanh tử đến thân mình hoặc vợ, hoặc nhằm ngày người lẫn thần đều cấm kỵ, hoặc đối với thân thể chẳng giao hợp theo đúng lẽ, hoặc hành dâm trong ngày đản sanh của thần thánh đều là tà dâm. Đối với kỹ nữ, họ do ác nghiệp đời trước đến nỗi phải đọa vào đó, hãy nên sanh lòng thương xót, lại ngược ngạo ưa chuộng kẻ hạ tiện ấy, mặc sức làm chuyện dâm uế, do vậy sẽ tổn đức, trước lấy báo ứng đúng là đáng kinh sợ. Nếu xâm phạm trẻ nhỏ, gian dâm gái trinh, dâm loạn bà quá, ô nhục ni tăng, đấy chính là hành vi chẳng bằng cầm thú, thần lẫn người đều căm ghét, luật trời chẳng dung, càng là tội ác to lớn cùng cực. Hãy nên mạnh mẽ tỉnh ngộ, run sợ, thận trọng kiêng lánh, tự giữ thân, kiêng dè cẩn thận, đừng vi phạm. Lại có kẻ giao phối với cầm thú rối loạn luân thường, lại hành vi chẳng đỡ nhắc tới đó, rốt cuộc vẫn có trường hợp xảy ra. Than ôi lọc người bại hoại đến mức cùng cực như thế đó, hạng người như vậy há chỉ là đọa nhập cầm thú, lại còn gây hại cho con cháu. Danh cảm ứng thiên coi chuyện thấy vẻ đẹp của người khác dấy lòng riêng tư là có tội, dấy lòng còn chẳng được huống là thực hiện ư, hoặc tập thành thói quen ư. Ôi cổ nhân có vị, được người khác dâng gái mà chẳng nhận, thế mà ta tính toán trăm kế để đạt được. Cổ nhân có vị đêm thâu cự tuyệt kẻ dâm bồn, tan lại cưỡng bức ô nhục kẻ khác. Cổ nhân có vị bỏ tiền ra mua thiếp, khi biết người ấy đã là vợ kẻ khác bèn trả lại cho chồng cô ta, thế mà ta tìm nhiều cách đoạt lấy. Cổ nhân có người bỏ tiền để giúp cho tớ gái lấy chồng, mà ta thì cậy thế gian dâm. Cổ nhân có người chuộc kẻ làm ngày hạ tiện cho họ hoàn lương, mà ta còn thừa dịp họ gặp nguy khốn để hiếp đáp. Cổ nhân có người bỏ tiền cho vợ chồng kẻ khác được đoàn tụ, mà ta lại ly gián để cướp đoạt. Cổ nhân có người bỏ tiền giúp người khác cưới hỏi, ta lại âm hiểm phá hoại. Ngấm ngầm thì nạn nhân nuốt nhục trong chốn khuê các, lộ chuyện ra cả nhà người ấy mang nhục, hậu quả nhỏ thì cũng suốt đời thù hận, lớn thì sẽ trở thành nỗi lo về tánh mạng, còn sống thì mắc oán với thần minh, cũng chẳng thể nhìn mặt chồng cha mẹ con cái của nạn nhân, chết đi sẽ trầm luân trong ác đạo, liên tiếp đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ta đã gây tội đúng là không thể nào trốn được, mà niềm oán hận của kẻ ấy chọn không thể cởi gỡ, kéo dài đời đời kiếp kiếp, tạo thành nghiệp duyên lâu dài, con cháu phải hứng chịu báo ứng thảm khốc, khoái lạc vỏn vẹn trong khoảnh khắc, tội chất chứa nhiều đời vô tận, toàn là do lầm nhận hoa đốm trong hư không, đắm chìm trong biển dục, nợ phong lưu oan nghiệt sao nỡ kết thành. Cần phải hiểu thấu suốt, phải nín nhịn, nếu chẳng nhịn được, tức là vẫn chưa hiểu biết thấu suốt vậy. Vì thế, thấy vợ con người ta hãy tưởng như gia đình quyến thuộc của chính mình, tưởng người cao tuổi như mẹ, coi người lớn tuổi như chị, thấy kẻ nhỏ tuổi hơn như em, hoặc như con gái của chính mình, ắt dâm tâm sẽ chẳng do đâu dấy lên được. Kinh Hoa Nghiêm dạy, Bồ Tát ư tự thê, thường tự tri túc. Bồ Tát đối với vợ của chính mình thường biết đủ. Đối với vợ của chính mình còn chẳng nên dâm dục quá độ, há còn dám dâm loạn vợ con kẻ khác ư? Sách Tốc Báo lục chép, ta chẳng dâm vợ người, người khác chẳng dâm vợ ta. Sách Minh Luật ghi, kẻ gian dâm con gái người ta sẽ bị báo ứng tuyệt tự, kẻ gian dâm vợ người khác sẽ bị quả báo con cháu dâm dật. Đối với những vụ án tội lỗi xưa nay, hãy xem trong các sách như Giới Dâm Bảo Huấn, Cảm Ứng Thiên, Âm Chất Văn đã ghi chú khá nhiều câu chuyện chẳng đáng sợ ư. Cần biết sắc tướng vốn là không, vẻ kiểu diễm như huyễn, bình sơn phết rực rỡ, đựng phân, túi gấm giấu đao, mỗi lúc rảnh rang trong phòng kín, đừng sanh vọng tưởng, dẫu cho các tà duyên tụ họp, chớ táng tận lương tâm, chỉ dùng huệ lực để chiếu soi gìn giữ chánh niệm. Hãy nghĩ tới lương tri nơi tự tâm, dạng người ở nơi ta, quỷ thần trong hư không giám sát ta nghiêm ngặt, trên đầu là tam đài bắt đầu chiếu rực trước mặt ta, táo thần trong nhà, tam thi trong thân, chằm chằm theo dõi ta, phước lạc nơi thiên đường trước mắt bèn có thể đạt tới, nỗi khổ trong địa ngục hễ sải chân sẽ xa vào. Hãy gò cương trước vách núi, quay đầu trong biển khổ, trong lúc muôn phần gian nan mà tự giữ vững, giữ ý niệm muôn phần chẳng thể phạm. Đối với bài văn dứt dục của Văn Xương Đế Quân, bài ca ngăn ngừa dâm của tổ sư Trung Ly hãy nên học thuộc, tận lực gìn giữ, đừng tạo nghiệp phải giấu giếm, đừng làm chuyện bại hoại đạo đức, đừng coi đảo hát là kẻ hèn hạ mà càng phải thêm thương xót.
Đừng nghĩ tôi tớ là lũ thấp hèn, rồi chẳng giữ trọn đức hạnh của chính mình. Đừng tiếp nhận chung đụng kẻ tự đến, muốn ta làm chuyện dâm bôn với họ, để rồi phải sa thân vào lửa. Chớ coi thế thiếp như cơm ăn trong nhà, cứ phóng túng tình dục đến nỗi danh mạng bị thương tổn. Đừng quên danh phận kẻ lớn người nhỏ, kẻo rối ren cương thường. Chớ ô uế tịnh hạnh của ni tăng, kẻo chọc giận thần mình. Chớ lẫn lộn ranh giới giữa người và cầm thú, kẻo kết duyên đeo lông. Đừng đối với gia đình của kẻ oán kiều mà tiết hận nơi vợ con của họ. Chớ xem những lời lẽ dâm đãng, những khúc nhạc hoặc văn chương đẫm mùi tình sắc để khỏi khơi động tà tâm. Chớ bản sắc đẹp tiếng dâm, kẻo mê hoặc ý niệm người khác. Trừ kẻ tự phạm lỗi tà dâm ra, và những kẻ dẫn dụ con em nhà đàng hoàng trở thành dâm đãng, và kẻ thích bản chuyện trai gái, biên soạn dâm thư, vẽ vời tranh ảnh dâm dật, khơi gợi những tình cảm thấp hèn của con người nhằm dạy người khác tà dâm. Người thấy kẻ nghe những thứ ấy ắt sẽ muốn phạm vào tà dâm, kẻ hoan hỷ tán thành sẽ giống như tự phạm. Kinh Lăng Nghiêm dạy, thập phương Như Lai, sắc mục hành dâm, đồng danh dục hỏa, Bồ Tát kiến dục như tị hỏa khanh, nghiệp bất đoạn dâm, tu thiền định già như trưng sa thạch, dục kỳ thành phạn, kinh Bắc Thiên Kiếp chỉ danh nhiệt sa. Mười phương Như Lai nhìn vào các chuyện hành dâm đều gọi là lửa dục. Bồ Tát thấy dục bẹt như tránh né hầm lửa. Nếu kẻ tu thiền định mà chẳng đoạn dâm, sẽ như nấu cát đá mà mong nó biến thành cơm, trải trăm ngàn kiếp chỉ gọi là nung nóng cát. Nếu luận định theo sự thật, ắt sẽ chẳng cần thật sự làm chuyện dâm tà ấy, chỉ cần dấy lên một niệm đã phạm tội đứng đầu trong muôn điều ác. Ấy là vì chân tánh thượng hằng được Thượng Đế ban cho, nguyện mạng được nhận lãnh từ cha mẹ, thấy sắc đẹp, dấy lên dâm tâm, ắt khách những ảnh hưởng bên ngoài sẽ thay thế tánh thượng hằng làm chủ. Chân tánh do Thượng Đế ban tặng, ắt sẽ bị nhúng bẩn một lần, đấy chính là đại bất trung. Lòng trung xuất phát từ cái tâm chẳng thiên lệch, chẳng lừa dối, do dối mình dối trời cho nên là bất trung. Những dụ hoặc bên ngoài lay động căn bản của nguyên mạng khiến cho cái được lãnh nhận từ cha mẹ sẽ bị hao tổn một lần, đấy chính là đại bất hiếu. Do vì tánh chẳng để mạng, mạng chẳng để tánh, mỗi lần dấy động dâm dục sẽ là một lần hao tổn lý khí, tức là một lần mất đi tánh mạng, tức là một lần phạm phải tội ác đứng đầu. Ôi kẻ hồng nhan như bạch khuê chưa nhuốm bẩn mà sổ đen ghi tên gã thanh niên phạm lỗi đã tăng thêm. Do đó bậc quân tử trước hết dùng chuyện tránh tâm để gạn trong cái nguồn, kế đó dùng ít ham muốn để dưỡng đức ấy. Há dám mặc tình buông lung dục vọng trái trời, khinh miệt lý, để rồi đến nỗi hao phước giảm lộc đoạn thọ, để lại họa ương ư. Kinh Hoàng Nghiêm dạy, tà dâm chi tội diệt linh chúng sanh, đọa tam ác đạo, nhược sanh nhân trung, đắc nhị trùng quả báo, nhất giả thê bất trinh lương, nhị giả đắc bất tùy ý quyến thuộc. Do tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa vào ba đường ác, nếu sanh trong loài người sẽ bị hai thứ quả báo, một là vợ chẳng trinh lương, hai là chẳng được quyến thuộc như ý. Châu Hy chú giải sách Luận Ngữ đã viết: thế thượng vô như nhân dục hiểm, kỳ nhân năng bất ngộ bình sanh. Trên cõi đời chẳng có gì nguy hiểm bằng dục vọng của con người. Có mấy ai có thể chẳng vì chuyện đó mà lầm lỡ cả một đời, đáng buồn thay. 12 điều tai hại của tà dâm. Mạo khỏi tông chú giải hai câu: kiến tha mỹ sắc khỏi tâm tư chi. Trong Cảm Ứng Thiền như sau: thấy vẻ mỹ mạo của vợ con người khác dấy lên cái tâm riêng tư gian tà, ý niệm ấy dấy lên tuy chưa phải là thật sự thực hiện, đã khó trốn khỏi quỷ thần giáng họa trừng phạt. Bởi lẽ dâm đứng đầu muôn điều ác, kẻ mù chẳng biết lợi hại tạo tội nghiệp này. Này thử rằng các lẽ họa hại, hòng cảnh tình kẻ lạc đường. Một, hại thiên luân, nam nữ ai nấy có người phối ngẫu, đó là luân thường trời định, dâm loạn cùng kẻ khác chẳng đếm xỉa chuyện tình nghĩa vợ chồng của họ bị sứt mẻ, đang gây rối thiên luân của họ, tức là chẳng khác gì cầm thú đeo lông mang đuôi, lại đội mũ khoác áo, há nên làm chuyện này ư? Hai, xâm hại danh tiết của người khác, chuyện to lớn trong đời phụ nữ chỉ đặt nặng tại chữ tiết hạnh, loạn danh tiết của họ khiến họ bị thất tiết, ngói vỡ há có thể lành lại ư?
Ba, tổn hại thành danh, dẫu người kín đáo cách mấy cuối cùng cũng bị tiết lộ, chẳng có ai không biết, tiếng xấu lan xa khiến cho mọi người đàm tiếu, khiến cho thân thích của người ấy cũng mất sạch thể diện. 4. Tổn hại môn phong, sỉ nhục cha mẹ ruột, cha mẹ chồng của người ấy, khiến cho chồng và anh em trai, chị em gái, con dâu, cháu của người ấy tủi nhục, cả một nhà đeo nhục, đau đớn thấu tận tâm cốt, đúng là giết hại cả ba đời nhà người ta. 5. Làm hại tánh mạng, hoặc là phụ nữ do bị dâm loạn hứng chịu tiếng xấu, đến nỗi do vĩ quẩn mà ngã bệnh, hoặc tự vẫn mất mạng, hoặc chồng người ấy phẫn hận chết tốt, hoặc chồng giết vợ, hoặc cha giết con gái, hoặc vợ giết chồng, hoặc chồng giết chết gian phu, hoặc gian phu bị mọi người đánh chết, hoặc tỷ nữ bị người vợ ghen tuông hại chết. 6. Làm hại phong tục, trong xóm làng có kẻ táng tận liêm sỉ, mặt người dạ thú ấy, kẻ ngu trông thấy gương đó kết bè kéo đảng làm chuyện gian dâm, tổn thương bại hoại phong tục bậc nhất, do thói xấu ác ấy nhất định sẽ gặp kiếp nạn, do mối hại ấy tổn hại mọi người. 7. Tổn hại tâm thuật, hễ dâm niệm nảy sanh, các thứ ác niệm đều sanh, như những tâm huyễn vọng, tâm tham luyến, tâm mưu mẹo, tâm ganh ghét, lôi kéo, trói buộc chẳng ngừng, ý ác nặng nề nhất. 8. Hại âm chất, chất có nghĩa là nhất định, cõi trời ngấm ngầm có đạo lý an định con người chính là tánh vốn lành, là thai nguyên, nhân duyên, khởi điểm của cái thai, để làm người, nay rối loạn đạo luân thường, bại hoại đức, chôn vùi hạnh, tổn thương thiên lý, hủy diệt lương tâm, chặt bớt lý âm chất, sẽ phải đọa trong ác đạo như địa ngục súc sanh. 9. Hại danh lợi, sách cảm ứng thiền nói, tam đài bắt đầu, tam thi, táo thần, luôn theo sát ta để xét lỗi, há có lẽ nào đêm thâu vắng người, trời cao chẳng biết ư, xem khắp các quả báo á thấy như lý đang phạm lỗi, tài lộc bị tước mất trạng nguyên tể tướng, người lái buôn gỗ ích ở nghi hưng do phạm lỗi bị cọp đen nhai nát đầu, trong mạng lẽ ra được phú quý do phạm tà dâm cũng bị tước sạch, huống hồ kẻ phước đức nồng cạn sẽ chật vật khôn kham. 10. Hại thọ mạng, bị quỷ thần tước đoạt tuổi thọ con người, trong các nguyên nhân dâm ác là nặng nhất, huống hồ lửa dục thiêu đốt tinh thần suy kiệt, xương tủy khô cạn, lại còn hoặc là do trong lúc bị cưỡng bức vì kinh hoàng mà chết, hoặc kẻ dâm loạn bị lao bị sụi chết vì bệnh hòa liễu, kẻ hiếu sắc ắt phải chết đoạn thọ chết yểu. 11. Hại tổ phụ, huyết mạch do cha ông truyền lại bị phung phí trong ấy, đó là ngỗ nghịch bất hiếu nhất, trước phận, phước phận cả một đời còn bị tước sạch, từ đấy trở đi danh tiếng của gia đình bị hoại, chẳng còn có người cùng cúng quải tổ tông, tổ tiên trong cõi âm sẽ thành quỷ đói, há chẳng ôm hận cực độ ư. 12. Hại vợ con, kinh Phật dạy, vô hữu tử tức loạn nhân thê cố, thê nữ dâm loạn, loạn nhân thất nữ cố. Chẳng có con cái là vì dâm loạn vợ người khác, vợ con dâm loạn là do chính mình đã dâm loạn con gái chưa chồng của người ta. Ta dâm loạn sẽ khiến vợ con phải trả nợ, lại còn đoạn tuyệt dòng dõi. Chuyện này không chỉ thấy từ các quả báo được chép trong sách vở, mà hãy thử xem xét những kẻ dâm đãng trong đời trước, bèn biết đời trước đời này, bất cứ đứa dâm đãng nào cũng đều là như vậy. 6. Nỗi hại ấy tổn hại chính mình. 12. Nỗi họa hại trên đây đều do xét theo cách ngôn nhân quả mà rút ra, cũng như xét theo những chuyện tận mắt thấy trong hiện thời. Mong những ai có cùng chí hướng với tôi, hãy nhận biết rõ ràng, họa hoạn từ trước, ngõ hầu, đến lúc gặp chuyện sẽ chẳng mê muội. Bậc hiền nhân tuổi trước đã nói, phải nhẫn cái ải này, phải kiên nhẫn, phải thật sự nhẫn. Lại nói, hãy thường nghĩ tới lúc bệnh, lúc chết, tà niệm bền tiêu. Lại nói, sáng tối thắp một nén hương, tĩnh tọa nửa tiếng đồng hồ, khiến cho tâm vượn ý ngựa dần dần điều phục. Hành theo ba lời dạy ấy, lại còn hàng ngày xem 12 điệu họa hại này, luôn luôn suy ngẫm. Đấy chính là cách tốt lành để ngăn ngừa tà dâm. Lại có đường cao, la luân, tạ thiên, vương hoa, đỗ đạt, chỉ vì tận lực cự tuyệt kẻ nữ dâm bồn, triệu bình trung, châu toàn, phùng kinh, quý hiển, chỉ vì cha họ chẳng phạm tà dâm, há họa phước, chẳng có mối liên quan tuột bậc to lớn. Chuyện trong khoảnh khắc có thể giữ vững ý chí chẳng phạm tà dâm hay sao? Chữ hứa kẻ khác bao gồm cả con sen chị ở. Xưa kia Văn Xương Đế Quân đã trịnh trọng giáng bút bài âm chất văn dạy: Hương duy tư tỷ tú tháp khế nô câu ưng tất chu chi luật, kẻ trong chốn màn thơm tư thông với tớ gái trên giường thêu,
nhấm nháp người hầu, ắt sẽ đều bị luật trời trừng phạt. Ai nấy đều cùng một thể, đều chớ nên xâm phạm, cần phải biết. Thiện nhân suốt đời chẳng lầm lạc vì sắc, xem người già như mẹ, xem người lớn hơn như chị, xem kẻ trẻ hơn như em, xem kẻ nhỏ tuổi như con gái của chính mình. Dẫu họ tự đến quyến rũ ta, luôn luôn phải tận lực cự tuyệt, giữ vững 10 pháp lìa tà. Một là tâm địa thanh tịnh. Hai là giữ quy củ. Ba là kính thiên thần. Bốn là dưỡng tinh thần. Năm là mắt chớ nhìn. Sáu là chớ nói chuyện xấu xa. Bảy là đốt dâm thư. Tám là giảm bớt chuyện phòng the. Chín là đừng dậy trễ. Mười là khuyên gian kẻ khác cùng kiêng giữ. Người xưa đã từng khắc in những tờ truyền đơn khuyên kiêng tránh tà dâm, trong ấy có nói mỗi người nhận một tờ hãy khuyên bảo mọi người, mỗi khi khuyên được một hãy ghi danh ký tên, dâng sớ tấu trước thần minh, cùng thề kiêng gian dâm. Cách ấy là tốt nhất, dựa mẫu truyền đơn cũng dễ làm. Tứ giác quán, khi phép quán này thành tựu sẽ nhận biết sâu xa ta và kẻ khác đều là thể chất tô lậu. Do vậy, đây chính là môn phương tiện để trừ tham niệm khi đối trước cảnh giới. Phàm phu do ý niệm dâm dục đời đời thường chuyển rời. Đời trước khi làm thân nữ thấy nam nhân bèn vui thích, đời này được làm nam giới lại yêu thân thể người nữ, luôn cảm thấy thân ấy ô uế, ái sẽ do đâu mà dấy. Một, hãy sanh khởi sự giác quan thứ nhất khi ngủ dậy, thầm nghĩ sáng sớm thức dậy hai mắt lờ đờ chưa được rửa ráy giúp miệng, khi ấy miệng đầy ke bựa, lưỡi đóng bận vàng hết sức ô uế, hãy nghĩ dáng vẻ kiểu diễm tuyệt thế, dẫu là miệng anh đào xinh xắn trước khi thoa son rồi phấn, dáng vẻ cũng chỉ như vậy mà thôi. Hai, hãy khởi sự giác quán thứ hai, bản thân ta sau khi say sưa, thầm nghĩ khi uống rượu quá lố, nội tạng nôn nao, chẳng mấy chốc ói mửa ổng ọc phun sạch những vật chưa tiêu trong bụng, chó đói người thấy vẫy đuôi giật lùi, hãy nghĩ gia nhân nhấm nháp từng chén rượu, ngọc nữ nhỏ nhẹ dùng cơm, nhưng khi chén khay chất đống, những thứ trong bụng cũng chỉ như vậy mà thôi. Ba, hãy nên khỏi sự giác quán thứ ba lúc bệnh, thầm nghĩ sau khi ngoạ bệnh, mặt mũi xám xịt, thân hình còm cõi, bệnh tật lại còn tạo thành kẻ biếu nát giữa, mủ máu lẫn lộn.